Người đàn ông này là đầu bếp giỏi nhất thế giới. Tài năng của ông vượt tầm vũ trụ. Cả các món ăn qua tay ông đều trở thành mỹ vị nhân gian. Một ngày kia ông đến khu nhà giàu, như thường lệ chế biến món tôm hùm úp cho những triệu phú. Nhưng kỳ lạ thay, ông ta không để thìa hay dĩa trên bàn. Tôm đú muốn người triệu phú kia phải dùng tay để ăn, đồng thời cũng phải ăn với nước sốt gì đó đen xì. Vị triệu phú thấy hơi tởm nên ngập ngừng một chút. Ai ngờ khi anh ta cắn thử một miếng, ngay lập tức ngấu nghiến nó không thể dừng lại được. Có lẽ đó là món ngon nhất anh ta từng ăn. Bên cạnh đó, ta có nữ chính xoan chủ quán cơm rang Phố Bò Nam Định, một kẻ bí ẩn ăn thử miếng cơm rang liền cảm thấy rất ngon. Ngay sau đó liền đưa cho xoan thẻ bài của tôm đú. Xoan về nhà chưa hiểu tấm thẻ kia có ý nghĩa gì. Người bạn nhìn xong liền kinh ngạc nói đó là của đầu bếp tôm đú. Xoan vội tra trên mạng cũng biết sự nổi tiếng của đầu bếp này. Hóa ra ông ấy đang tuyển phụ bếp. Xoan xem xong không khỏi trố mắt kinh ngạc, cảm thấy quá mệt mỏi và nóng nực với việc rang cơm. Xoan quyết định sẽ thử vận may một lần. Cô lập tức theo người bí ẩn đến văn phòng tôm đú. Những dụng cụ nấu nướng ở đây ôi nó sang xịn mịn. Đúng lúc này các đầu bếp và tôm đú đã tới. Ông muốn xem Xoan có đủ tiêu chuẩn làm trợ lý hay không. Tôm đú yêu cầu bếp phó thi đấu với Xoan một món. Hai người được yêu cầu làm món cơm rang. Họ nhanh chóng đi lấy nguyên liệu. Ai làm tốt hơn sẽ được làm trợ lý. Gì chứ, cơm rang thì đúng là sở trường Xoan vẫn làm hàng ngày. Phía anh bếp phó thì rất tự tin vì từng học trường nấu ăn danh giá. Hai người nấu nướng điên cuồng. Rất nhanh chóng hai đĩa cơm rang đã được nấu xong. Xét về vẻ bề ngoài, cơm rang của bếp phó rõ ràng là đỉnh. Cơm chiên trứng của Xoan thì sơ sài vô cùng. Nhưng không ngờ khi tôm đú chỉ ngửi sơ qua, lập tức công bố luôn kết quả của trận đấu Xoan thắng rồi. Bếp phó tức giận thắc mắc tại sao cô ấy lại hơn tôi được. Dù sao bản thân tôi cũng tốt nghiệp trường nấu ăn cao cấp, không thể nào lại thua người nấu ăn ven đường. Tôm đú đơn giản cho anh một cái tát, sau đó mới chỉ ra vấn đề chính là lúc chọn nguyên liệu. Bếp phó dùng cơm mới nấu, trong khi Xoan chọn cơm nguội từ hôm qua. Đồng thời khi rang, Xoan cũng dùng lửa to hơn hẳn. Riêng việc chọn cơm và dùng lửa thì Xoan đã chiến thắng rồi. Kết quả Xoan trực tiếp được nhận làm trợ lý. Xong việc, đột nhiên tôm đú lại gần cô ngửi thử. Ông nói rằng trên người cô toàn mùi hành với rau răm. Kết quả Xoan lập tức phải đi tắm gội, cuối cùng cũng đã khử hết cái mùi của sự nghèo nàn. Ra bên ngoài, tôm đú thông báo ngày mai họ sẽ đến nhà của một vị tướng để tổ chức bữa tiệc. Nhưng vị khách ở đó đều là những quan chức lớn, nếu phục vụ không chu đáo chắc chắn sẽ bị chém đầu. Vì vậy họ phải chuyên nghiệp không chút sai sót. Chủ đề món ăn ngày mai là máu thịt. Xoan nghe xong không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chủ đề món ăn máu thịt. Tôm đú nói máu thịt nghĩa là thực phẩm phải tươi và mọng nước. Bài học đầu tiên chính là thái thịt bò. Tôm đú thái ra một miếng đều tăm tắp, không dày không mỏng, nói Xoan phải chiên làm sao cho vừa chín tới. Xoan cầm dao lên bắt đầu cắt, nhưng dù cô ấy bắt đầu từ góc độ nào không được đều, thái một hồi nát hết cả thịt. Vì thịt bò loại này cực kỳ đắt đỏ, tôm đú tức giận lớn tiếng quát. Xoan chỉ có thể lặng lắng nghe, lát sau đến đoạn nấu mới là quan trọng nhất. Xoan dùng tất cả kỹ năng cố gắng nấu cực ngon. Nhưng trước khi đảo xong thì tôm đú đã giật lấy chảo sắt đổ bỏ. Vì thịt bò nấu nhiệt độ cao chỉ 15 giây là đã quá chín. Nhưng Xoan cứ thất bại triền miên, lúc thì sống quá chưa đạt, lúc thì chiên bị quá nhiều dầu ăn. Tôm đú tức giận mắng cho Xoan một trận. Nấu nướng bố láo thế này làm sao có thể trở thành thần ăn. Nghe những lời chửi mắng, Xoan uất đến ứa nước mắt. Cô chạy một mạch ra thang máy định bỏ về, nhưng nghĩ thế nào Xoan chạy quay trở lại. Thà cố gắng còn hơn quay về với cái máng lợn ở nhà. Xoan cố gắng xào thịt bò suốt một đêm, mặc cho lửa to dầu mỡ bắn khiến cô bị bỏng, mà cho thất bại lên thất bại xuống bao lần. Cứ như vậy, sau khi chiến hết một đêm, Xoan kiệt sức nằm gục xuống đất. Hôm sau tôm đú tiến đến kiểm tra Xoan lần cuối. Quả nhiên cô đã tạo ra được món Wagyu thượng hạng. Miếng thịt bò chín rồi nhưng vẫn còn mọng nước. Tôm đú ăn xong hết sức hài lòng, mà không để ý hai bàn tay của Xoan đã bỏng khắp vì bị dầu nóng bắn. Lát sau mọi người đến nhà tướng quân làm tiệc như đã hẹn. Quả nhiên ở đây toàn các quan chức cao cấp, nhưng chúng cũng đồng thời quỳ xuống nịnh nọt vị tướng phọt nước. Lát sau tất cả đều hướng về xem Xoan trổ tài. Bỏ qua sự căng thẳng, Xoan xào ra miếng thịt bò thơm ngon vô cùng. Các thực khách không ngừng vỗ tay tán thưởng. Sau một loạt thao tác Wagyu mềm và mọng nước cũng đã hoàn tất. Kỳ lạ thay, bếp trưởng lại bày lên mỗi đĩa một thìa máu tươi. Sau đó mỗi đĩa được đặt lên một miếng bò. Nhìn thái độ ăn ngấu nghiến của các quan chức, cũng đủ biết nó ngon đến độ nhường nào. Có người cho tay mút lấy mút để, thậm chí có người không ngần ngại liếm đĩa ở đây. Sau bữa tiệc mọi người đều túm lại khen tôm đú. Riêng một chủ nhà hàng đã gặp riêng đưa thiệp cho Xoan. Kể từ đó Xoan cẩn thận quan sát đầu bếp rất kỹ, nhưng mãi chưa thấy ông giao việc nấu nướng cho cô. Suốt ngày chỉ giao cho mấy việc lặt vặt. Điều này khiến Xoan tức tối vô cùng. Xoan về thử làm món sườn nướng sang trọng cho bố mình ăn. Ai ngờ ông ấy ăn xong chỉ cười lắc đầu. Đâu phải cứ đồ ăn đắt tiền mới là ngon chứ. Thay vào đó khi mang món mì xào ra mọi người lại ăn vô cùng ngon. Xoan cảm thấy có lẽ do mình chưa biết nấu. Thế là cô lập tức đến nhà đồng nghiệp tên Tùng học thêm. Tùng lấy ra nửa cân thịt bò siêu đắt cho Xoan tập nấu ăn. Trong lúc cùng nhau nấu nướng, hai người đã nảy sinh tình cảm. Ai ngờ hôm sau khi đến công ty, tôm đú đột nhiên nổi giận đùng đùng. Ông ta nói có người đã trộm nửa cân thịt bò hảo hạn. Nghe đến đây, Xoan liếc nhìn sang Tùng vì nghĩ anh lấy. Không ngờ lúc này lại có đồng nghiệp đứng ra nhận tội. Tôi trước giờ chỉ biết làm cho người khác ăn,
Vì muốn biết món bò hảo hạng có mùi vị gì nên muốn nếm thử. Không ngờ Tôm Đú nắm rõ từng thứ thịt trong nhà. Ông chửi mắng đầu bếp món ăn đó chỉ dành cho người có tiền. Nghèo như cậu thì đừng mơ mà đòi ăn. Nói xong liền đuổi đầu bếp này đi thẳng cẳng. Đầu bếp cảm thấy bị sỉ nhục liền ném trả bộ đồ rồi rời đi. Không ngờ sau đó Tôm Đú lại nhắm vào một nhân viên khác. Nhân viên này hút thuốc trong lúc nấu canh. Tôm Đú tức giận ấn đầu anh ta khiến điếu thuốc rơi xuống. Ông ta quấy đều, sau đó một mực ép anh ta uống hết bát canh chứa điếu thuốc lá. Các đầu bếp xung quanh chỉ biết cúi đầu không dám nhìn. Nhưng cô không ngờ Tôm Đú còn quá đáng hơn nữa. Tối đó họ nấu ăn cho một gia đình giàu có. Khi canh chuẩn bị nấu xong, Tôm Đú nếm thử thấy mùi vị không đúng lắm. Ông ta lập tức hất thẳng nó đi. Sau đó tức tốc lấy ra mì tôm hào hảo, dùng gói gia vị trong đó để nấu một nồi canh mới. Tôm Đú lên giới thiệu là món canh hảo hạng của Pháp. Gia đình giàu có ăn canh được làm từ gia vị của mì tôm. Không ngờ họ ăn xong lại khen nức nở. Lát sau Tôm Đú tức giận nói với mọi người, hóa ra con gái của gia đình đó dị ứng với hải sản, nhưng người phụ trách nấu canh lại cho hải sản vào. Nếu cô bé kia mà uống canh đó vào thì danh tiếng của ông dễ sụp đổ hết. Tôm Đú trách bếp trưởng muốn hủy hoại tôi đúng không? Nghe cho rõ đây, tôi sẽ hủy hoại anh. Cả đời này cũng đừng mơ làm đầu bếp nữa. Bếp trưởng quá uất ức rút dao đâm vào bụng Tôm Đú. Kết quả Tôm Đú phải nằm viện một thời gian dài. Thực đơn ở viện Tôm Đú gạt bỏ hết không ăn được. Đúng lúc này Soan mang tới cho ông món mì xào Thái. Soan nói lúc cô ốm bố cô thường nấu món này. Trong mì xào Thái có mùi vị của tình yêu. Tôm Đú ăn một miếng liền đọc được hết ra mọi nguyên liệu. Điều này khiến Soan hết sức ngạc nhiên. Nhưng Tôm Đú không tin vào mùi vị tình yêu trong đồ ăn. Với ông ta chỉ có tiền và danh tiếng. Soan nghe vậy mới tò mò người tính nóng như ông. Tại sao lại trở thành đầu bếp? Lúc này Tôm Đú mới kể về quá khứ của mình. Hóa ra khi còn nhỏ gia đình Tôm Đú rất nghèo. Mẹ ông làm người giúp việc cho một gia đình giàu có. Lúc đó Tôm Đú rất tò mò trứng cá muối có vị gì mà đắt vậy, nên đã lén lút mở tủ lạnh lấy ra, ai ngờ bị con trai chủ nhà phát hiện. Tôm Đú giật mình làm rơi lọ trứng cá muối. Kết quả mẹ ông phải làm mấy tháng mới trả đủ số tiền này. Tôm Đú cũng nếm thử trứng cá muối dưới đất, mới phát hiện món đó vô cùng khó ăn. Ông mới hiểu đồ ăn đại diện cho địa vị xã hội, nên tôi mới quyết tâm trở thành đầu bếp tài năng, để sau này người giàu phải quỳ xin tôi nấu ăn cho họ. Nghe xong Son cũng chả hiểu chán nản bỏ về. Bất ngờ cô được tin bố bị đột quỵ phải nằm viện. Soan vội đến nơi phát hiện bố vẫn chưa được nhập phòng, cô phải cãi nhau với y tá mới cho bố được nhập viện. Vì nghèo khổ nên họ phải đi chữa bệnh ở nơi này. Mỗi phòng bệnh có tới mười mấy bệnh nhân. Soan âu sầu lo lắng trong lòng, nhất định cô phải thật giàu để có thể giúp đỡ bố. Một tháng sau Tôm Đú đã xuất viện, cả nhóm đi nấu ăn cho những quan chức trên núi cao. Bởi vì lần này những quan chức đó muốn đi săn bắt đồ rừng, nhìn những động vật nằm trong sách đỏ, Soan thật sự không muốn làm. Cô biết việc này là vi phạm pháp luật. Tôm Đú nói nếu không chịu được thì đừng làm đầu bếp. Đột nhiên Soan ý thức được mình không thể làm cho Tôm Đú nữa. Cô cởi đồng phục ra rồi bỏ về. Nhưng bỏ nghề rồi cô sẽ lấy gì nuôi bố? Soan không cam tâm dừng lại như vậy. Cô lập tức liên lạc với một nhà hàng khác. Người này lúc đầu phim đã đưa danh thiếp cho cô. Biết Soan tài năng nên anh ta rất coi trọng. Không chỉ giao lại cho Soan vị trí đầu bếp chính, mà còn cho cô quyền quyết định cao nhất sau mình. Soan từ đó cũng có được một đội nhóm riêng. Soan muốn mời bạn trai tới làm cùng nhưng anh ta từ chối. Nhờ học theo Tôm Đú cách quan sát tỉ mỉ, cô không ngừng tạo ra các món giống như Tôm Đú. Đồ ăn Soan làm ra ngày càng tuyệt vời. Chủ nhà hàng ăn xong khen rất ngon miệng, nhưng cái anh ta cần không phải các món học theo Tôm Đú. Tôi cần sự sáng tạo. Soan trở về bếp vẻ mặt trở nên đáng sợ, điên cuồng tìm cách làm cho món ăn trở nên đặc biệt. Vì vậy Soan càng ngày càng nóng tính hơn. Cô nổi giận với nhân viên cũng không khác gì Tôm Đú. Nhưng kể từ đó rất nhiều món ăn siêu đỉnh ra đời. Rất nhanh việc kinh doanh của nhà hàng phất lên như diều gặp gió. Khách hàng tới quán lúc nào cũng đông nghịt người. Soan cũng mau chóng nổi tiếng trên mạng. Cô đến thăm thấy quán ăn của bạn trai không có khách. Anh ta chán đời vì kinh doanh thất bại. Soan vẻ mặt nghiêm nghị chê anh ta hèn. Nếu muốn thành công thì phải khao khát như cô. Nói xong Soan tự dưng thấy mình giống Tôm Đú quá. Vì muốn Soan phát triển sự nghiệp hơn nữa, ông chủ bảo cô nấu tiệc cho giới thượng lưu. Trong bữa tiệc đó có rất nhiều người nổi tiếng trong giới ẩm thực. Ngay cả đội của Tôm Đú cũng xuất hiện để nấu nướng ở bữa tiệc này. Xét về danh tiếng thì Tôm Đú vẫn hơn Soan. Điều này làm Soan cảm thấy ghen tức. Nếu như cô có thể làm ra một món ăn khiến người khác nhớ mãi, thì bữa tiệc này sẽ là bàn đạp để đánh bóng tên tuổi của Soan. Tiệc tối vừa bắt đầu Soan đã tập trung chuẩn bị. Cô dẫn dắt đội nhóm là những món ăn cực kỳ đặc sắc. Thực khách xung quanh ai cũng trầm trồ. Chủ tiệc và khách mời ăn xong không ngớt lời khen ngợi. Nhưng đúng lúc này ánh đèn lại tối đi. Từ giữa nhà một con bê khổng lồ được thả xuống. Tôm Đú điên cuồng ném những gia vị vào trong. Sau đó nhóm lửa lên nướng với ngọn lửa cực lớn. Tất cả cháy trong chính xác đúng 222 giây. Kết quả khi cả con được đặt lên bàn, thịt bê cháy xém trông chả ra cái miệng gì cả. Vậy mà mọi người lại ồ ạt xông lên thưởng thức món ăn. Cứ như thể không ai cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của nó. Soan thấy vậy cũng không cam lòng. Cô quyết định làm món mình sở trường nhất, đó chính là mì xào Thái.
một món ăn quen thuộc bố cô vẫn nấu cho cô ăn hàng ngày. Nguyên liệu toàn là loại bình dân mua ở ngoài chợ. Các thực khách nghe mùi thơm ồ ạt quay sang. Sau khi bày món lên bàn, Soan mới nói, đây là món gia truyền cả thế giới chỉ tôi có thể nấu được. Bên trong nó chính là mùi hương tuổi thơ. Chủ bữa tiệc chắc chắn là chưa từng ăn mì xào Thái bao giờ. Nếm thử một miếng đã phải thốt lên vì nó ngon quá. Đám thực khách nhà giàu ăn xong cũng đều đồng ý như vậy. Ván này xem chừng Soan đã thắng rồi. Nhưng tôm đú bất ngờ vẫn còn chiều cuối. Chính là món canh được nấu từ gia vị mì tôm hào hào. Tôm đú phát biểu đây là món canh tới từ thiên đường. Chủ tiệc nếm qua thấy mùi hương chua cay đủ vị. Ai ai uống xong cũng tỏ vẻ mình đã nghiện nó. Vậy là cuối cùng Soan vẫn thua cuộc. Tôm đú lúc này mới nói với Soan rằng, lũ nhà giàu kia khen ngon vì chúng tin vào danh tiếng của tôm đú. Thứ Soan thua không phải mùi vị mà là thân phận. Dù cô có sáng tạo thế nào cũng không thể thắng được tôi. Nhưng khi tôm đú còn đang kiêu ngạo, cảnh sát bất ngờ tới bắt tôm đú đi. Hóa ra video nấu ăn động vật quý hiếm của ông đã bị phát tán. Tôm đú còn tưởng Soan đã tố cáo mình, nên hùng hổ mắng nhiếc cô một trận. Không biết rằng thật ra đó là do bạn trai của Soan làm. Mục đích là để trả thù tôm đú thân bại danh liệt. Soan rất chán đời khi biết bạn trai mình lại đi đâm lén sau lưng vì khao khát thành công mà anh ta chấp nhận là mọi việc bị ổi. Soan buồn rầu lang thang đi bộ. Giờ cô mới hiểu bốn chữ hào quang rực rỡ nó thối nát thế nào. Soan từ bỏ mọi thứ quay về tiệm cơm Giang vợ bỏ Nam Định. Cô chạy tới ôm chầm lấy cha nghẹn ngào khóc lóc. Suy cho cùng, nơi hạnh phúc nhất vẫn là gia đình. Soan tiếp tục công việc rang cơm rang mì như trước. Nhưng lần này khuôn mặt đã hiện rõ niềm vui. Người nghèo thường ăn cho nó bụng, còn người giàu là ăn cho nó sang mồm. Người vô gia cư cảm thấy đồ ăn thừa đã là đồ ăn ngon, trong khi nhà giàu thừa ăn lại đi tìm món ăn đắt tiền vớ vẩn. Suy cho cùng ngon hay không là do cơn đói, hoặc nếu không thì là do cái sĩ diện hão của con người. Phim hết rồi, nếu thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye!